các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái cánh quạt tuabin gió. Đó. Cánh quạt tuabin gió chạy bằng motor phát điện rất là nhỏ thôi, 775. Vật dụng của mình bao gồm là những thứ này. Đó. Bạn thấy không? Ống nhựa PVC, motor, động cơ phát điện. Thì với những cái dòng này nó phát điện ra rất là nhỏ thôi, cái lượng điện của nó trung bình tầm khoảng 3 đến 5 V. Đó. Thì mình có thể dùng sạc bình thôi chứ không thể đưa vào sử dụng được. Đó. Các bạn xem nhựa PVC mình sẽ cắt ra làm cánh quạt này, cột đứng này. Đó. Ok, các bạn cùng tiến hành xem mình làm cánh quạt tuabin gió. Ở đây mình sẽ làm một vòng tròn. Ở đây mình sẽ vẽ 3 đường để lắp cánh quạt. Ở đây mình sẽ khoét một lỗ sao cho vừa motor này. Đây chỗ này. Đó. Mình sẽ khoét 2 lỗ. 1, 2.
để tiến hành nó. Đó, cho các bạn xem. Ok, vậy mình đã hoàn thành xong quạt tua bin gió. Bây giờ này chỉ cần đợi gió lên thôi. Đây điện này. Mời các bạn đã xem hết video của mình. Đây là thành quả của mình. Đó. Quạt tua bin gió. Tua bin gió. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.